chào cả nhà. Bữa nay là nguyên gia đình đi ăn, đi lên Bạc Liêu ăn buffet rất là long vui luôn. Còn là siêu mẫu không nè, siêu mẫu, siêu mẫu là đẹp đấy ơi. Đi xin ra chào bà cô chú. Bin chào bà cô chú được rồi. Bin 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 đây bin. Đây bữa nay là đông đủ luôn đây, chỉ còn bà chị hai với ba ở nhà. Còn mấy nhóc con nó nào cũng có mặt luôn rồi. À bin nào lúc nào cũng có mặt hết á. Bữa nay đi chắc là vui lắm, mấy đứa nhỏ chắc chơi chơi đã luôn á. Hữu Nhân đâu ta, không thấy Hữu Nhân ta ơi. Hữu Nhân đâu ta? Chào bà cô chú. Chào bà cô chú. Đúng rồi. Bây giờ mình đi á, trên đường đi, đi chừng nào tới vô ăn quán buffet ở đâu mình sẽ quay cho cả nhà xem. Đây, tới rồi đây. Tới cái chỗ cái trung tâm này. Đây 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 đây. Mẹ hả? Mẹ. À. Đi đi vô, anh chị ba có khó không? Đi đi vô, ủa ở thăm nó trên tầng đầu hả? Em mới bao bồi bắt kia nó hơi hiên, nó ngồi tầng mấy thì hẻ thôi. Hai chân đi bắt chín. Để nó chỉ để là mình ờ, cái khu này nè cả nhà, để quay. Còn đi với khu này á. Đây cái chỗ này cả nhà. Đây, ngay cái khu. Trong đó là trong trung tâm thương mại luôn cả nhà. Tâm thương mại luôn, thương mại trong đó buffet rồi á, rồi á vừa siêu thị rồi vừa khu trò chơi này kia nọ cho mấy đứa con nít chơi nữa, mấy đứa con chơi này kia nọ nữa đó, rất là đẹp luôn. Đây quần áo luôn, thương mại luôn, ô tô luôn và sách. Vô ăn trúng thưởng đó. À, ông Bin kìa, Bin nó dòm má kìa hết kìa. Ê, ai gì vậy? Được không vậy? À, má đi đường nào cũng không, cũng bật ra sao không à? Có thùng quá á. Ồ, trong trong loại nó lẹ quá. À. Đây. Đẹp luôn cả nhà ơi. Tới rồi. Ủa bữa mình vô trong đây. Ủa bây giờ ăn ở đâu? Ủa xin bạch đâu rồi? Chơi. Về buffet. Đây siêu thị ở đây luôn. Ở trên lầu. Ủa bạn đâu? Ủa trên đầu nó đúng rồi. À má kìa. Má Kim Anh được không Kim Anh? Đúng rồi con dịnh gì đó. Amin ơi. Amin nè. À Bin ơi, Bin cứ gọi vậy. Bin ơi. Bin ơi. Con cứ gọi vậy. Hả? Con đi đâu vậy? Con đi đâu vậy Bin ơi? Ủa Bin. Ở đây là khu trò chơi cho mấy cái con nít. Đi vậy đó. Đây đó. Lỡ rồi kìa. Hai, họ đi lên lỡ rồi ha. Đi mua rồi. Đi lỡ rồi chơi đây. Cứ chè, cứ chè. Trời ơi, mấy cái chồng bông. Ủa còn tầng mấy nữa? Khí quạt. Đây là ha, ghế massage.
Hả? Sao? Quá hả? Ờ. Đi cà phê đi. Tối. Châu mai với tuổi bác. Có. Ủa mai bữa chị à? Chụp mé. Bác còn ám tức cho. Ám tức nhớ nhắc má chuyện gì kia hay. Dì cô tiếp đó để con hỏi không? Dì cô kia mà. Dì cô kia đó hả? Nhớ. Đế tiền thì ra đế tiền sao cái bộ vàng đó. Ừ, đế tiền thì nó bực. Sao mà nó mấy cuối ngày mà còn những cái ổn. Kìa sao mà mấy bực quá cái lúc vàng những cái ổn em mới lại cái gành. Cái chùa là quen. Anh thấy cũng phải trò là kìa đang máy mà. Kìa đồ đó rồi đi tao mà có tấn á. Ở đâu nữa? Hay mình. Ủa hánh nước hả? Trời ơi biết hứa gì. Cá không? Ủa tì hò ngon hả? Để nấm và cua đồng là không cay à? Đây là đậu băng chiền. Mẹ ơi. Nó ăn đến cục. Mẹ ơi, do nó có cái này nè. Cái menu nó hả? Ok, dâu hả? Ok. Để cái dâu của nó này rồi con muốn cái gì? Mẹ không có. Cho chị đi chân dây. Hai cái chân dây. Hai cái chân dây. Rồi Ben. Ủa? Mẹ. Hả? Nó giết ba cái rồi xong nó xóa bỏ một cái. Ừ thì giết lộn rồi xóa bỏ. Ừ, chút xíu mẹ cho em ăn. Đó. Mẹ ơi. Mẹ ơi cho dắt lên không? Thôi, em lên em ngồi không được. Ờ, biết rồi, mẹ biết rồi, mẹ biết chút xíu mẹ cho con nha. Hồi về đi. Mẹ cho dắt đi chơi. Để phải đột tin gì đây. Vậy, hả? Đắt đầu nè ông bà chú ơi. Em đắt đầu nè. Mẹ ơi. Ờ, con muốn hả? Uống xíu thôi nha. Mẹ ơi. Con này đó. Ăn đi. Nó uống không mà chú ơi, nó không chịu ăn nè. Nó muốn uống quậy không? Nó không chịu nữa đó. Xong. Nãy giờ rất là ngon luôn cả nhà. Đó. Chồng mình nó uống hai đi rượu rồi nè. Nãy giờ con chưa được uống cơm. Rượu rượu răm nhâm nho nhâm nhĩ cả nhà. Con ăn cái lấy bỏ vô cho ba. Con chỉ hả? Đúng rồi, nãy giờ mới thấy được ăn tới xúc mồ hôi luôn cả nhà. Mời ông bà cô chú nha. Mời ông bà cô chú ăn chung với mình nha. Mấy giờ con lộn xộn không bà cô chú ơi? Vô ít chứ. Cái này cũng có dâm hả? Ừ, đúng rồi, để mũi cho. Ăn nãy giờ ăn xúc mồ hôi luôn cả nhà ơi. Băng chuyền nó để một thứ chút xíu xíu thôi. Nói giờ bỏ cái này được. Cái đó để sushi á. Nhưng mà nó hết rồi. Không có sushi hả? Không có sushi. Sushi ta là. Đi hít rồi. In and eat on the sushi bro. Nej, de borde ha. De borde beräkna att det kan ha varit slut hela dagen. Det kan ha fått sushi på det. Men har du mer is? De har sagt att det är för att...
Oh, Jessica thinking today no sushi, maybe go or maybe well, one week. Yes. Can you try your pan? Dưa hấu ép. Để con mới được thẻ xem. Chị phải sử dụng xí xài. Thì cái nó. Đây là cái này. Thank you. Đây là bà đồng. Nãy giờ mới thấy được con tôm nữa nha. Yeah, that's not a good one. Come here, you know. Oh my god, there's going to be some young stuff. Come here. Cua. Đâu thấy cua đâu. Nói cua thấy đậu cua. Đậu cua. Biết gì cả, nó nói thấy từ lầu cua, mấy cua đầu gan. Pin nhớ rồi. Pin sorry. Pin mất tiêu à? Trời, pin mất tiêu à? Ủa nó giảm nửa nhỏ hả Jessica? Đúng rồi. À, ba mày muốn ăn cái đó hả? Thịt viên đó hả? Ba mới thấy thôi. Ồ, đúng rồi. Bỏ vô. Đừng có đánh mấy cái kia, nó cho con ăn không hết rồi mình nó đánh. Ăn nhiều vui cả nhà. Nhưng mà anh để đồ chút xíu ăn nhiều vui. Vô năng cấp hết. Bây giờ cái này bị nóc rồi. Đẹp lắm. Chả là có làm được tao biết chưa. Yeah, là giống anh chưa nó. Giống hết cơm. Chắc nó mua, do anh muốn ăn bắp bận bận chứ. Bây giờ hả? Ai khóc? Ồ, Kim Anh, Kim Ngọc nhé, cầm một bánh mì ạ. Tới nhà rồi, bây giờ đi xuống xe đi vô nhà cả nhà ơi. Hả? Má coi chừng ở má ơi.
Đó. Ôi dồi. Rồi. Đó, đi xuống xe tới nhà rồi. Ủa tùy tùy ai canh hay quá vậy? Xong. Cũng như là một buổi đi ăn là coi như là xong. Em dắt. Trời ơi, dắt tôi ơi, đeo chỉ bán gì kia đeo lên giỏng không sợ té nè. Té một cái bục luôn á bây giờ. Em dắt mới uống một bình sữa xong nào mà chú ơi. Em mới uống bình sữa xong rồi bây giờ ha chuẩn bị đi ngủ thôi. Ôi, coi kìa nó ngồi vậy nè, bảo chú ơi bằng cái giỏng bằng cây mà nó đeo lên nó ngồi nó đưa vậy nè. Hả? Chào mà của chú ơi. Trời ơi, đó, về dắt ra đi ăn được xíu rồi xong rồi ha về ha. Nó bụng không mà chú ơi. Mới quất một bình sữa mới xong nè. Bây giờ hả má mày đi thay tải cho con nữa rồi xong rồi đi ngủ nè. Đi nè, ha. Thay tải nữa rồi đi ngủ nha. Chào mà của chú ơi. Chào mà cô chú ơi. Chào mà cô chú. Chào mà cô chú. Chào mà cô chú. Hồi nãy đi ăn cái đó hả, nó giống như là đậu ăn chiền vậy đó nha. Không có ngon. Nó đồ ăn nó chạy ra mình thấy giống như là con nít chơi vậy đó. Mỗi dĩa nó để chút xíu vậy đó. À, một cái dĩa nó để một con tôm chạy ngang. Xong rồi nó để đồ để con mực nó lớn giống như ngón tay vậy nè. Nó để chạy ngang. Rồi xong rồi rau cải rồi thịt bò thôi cả nhà. Rồi ha mấy cái viên được vài ba thứ gì đó. Rồi mà một người ha mắc cả nhà bữa nay cuối tuần nó tính mắc. Người một người hình như là 300. Xong rồi tiền nước nó tính riêng rồi tiền khăn nó tính riêng nữa. Cho nên hả tính gộp lại hết nên một người chắc cũng mấy trăm nghe nha, mà ăn không ngon, ăn giống như đậu bình thường vậy đó. Nó thua mình mua ở nhà mình tự nấu đó nha. Mà ăn cho vui đi, ăn sắp sửa về đi ăn gia đình cho nó vui cả nhà. Mình tưởng đâu ha buffet là hả nó có sushi có này kia nọ cho mấy cho chồng cho con nó ăn nó khoái lắm. Ai ngờ cuối cùng không phải cái này là giống như đậu băng chuyền nè. Rồi dắt đi ngủ nè, dắt chuẩn bị đi ngủ nha. Chuẩn bị đi ngủ nè, coi kìa kìa đấy cái thùng làm gì vậy. Chào mà cô chú nè. Chào mà cô chú đi ngủ đi, đi ngủ nha. Hả, đi đâu vậy? Video mình quay tới đây thôi cả nhà ơi, hẹn cả nhà giờ đi sau, bye bye cả nhà. Mình đi ngủ đây, cảm ơn cả nhà, bye bye.